Mít là có hai loại, gai nhím với gai nở. Có nghĩa là gai nhím này nó vẫn già mà gai nở này vẫn già, nhưng mà tại sao mà mình phải tìm làm sao mà gai nhím mà như thế nào là già mà gai nở như thế nào là già? Chẳng hạn mình giống từ cái quả này này, cái gai của nó đây và này là nở, nở thì nở như thế nào là già, thì bây giờ nở hết cỡ đây. Hay là cái gai này nó bắt đầu nó mới bạc đây này, mới trơn tru đi. Đấy, thì cái anh này á là anh chọt cái này khoảng gần 5 ngày rồi. Này năm trước rồi mà. Vạc lên 5 ngày rồi. Nó thăm 5 ngày rồi, thì bây giờ ấy thì ở trên vườn mít ấy là mình không phải thăm như này ấy, để mình sao mình tỷ lệ đạt độ già cao nhất ấy. Thì mình căn cách cho trái chưa già đi. Thì bây giờ mình tìm một vòng xem có trái nào gần chín không. Thì mình giống cái trái gần chín bắt đầu gai da nó vàng nó bạc hay này rồi. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái trái đó đi. Cắt trái đó đi ấy, thì 3 ngày sau mình có thể quay lại mình mua. Mình có thể tìm lại trái đó. Nếu như mà cái trái đó mà nó già nhá. Thì là mình giống trái đó trở đi mình cắt thôi. Thì mình ngắm cái trái nào gai nó nở hết cỡ này này. Cái dòng nở nhưng chứ chắn nó đã già vì cái da của nó chưa vàng. Thì bây giờ mình mà trọt vào cái lỗ đó là nó bị hỏng mít của người ta đi. Thì bây giờ mình phải giống như từ trái nó hất lên. Từ trái nó hất lên thì mình mới coi được mít nó già này. Thì là múi nó vàng, nhưng mà vàng này chưa đỏ lắm. Hai nữa là vỏ của nó hơi và phải vàng này. Nhá. Đấy. Vỏ nó hơi vàng này. Đấy. Cái trường hợp quả mít này là có hình trạng là sơ đen này. Ừ, sơ đen. Sơ đen là sao? Tại sao nó vạc ra đây? Ở đây là có một cái tia nhỏ nhỏ này. Tia nhỏ thì bắt đầu là mấy bố mới thả cái quả này ra. Thì sơ đen thấy không? Nếu mà mít ra này. Còn là mít gai nhọn nhọn nữa. Thì nó cũng già. Nhưng mà mình phải ngắm từ xem. Nếu như một vườn mít mà mình mua một lần á thì đi chọc người ta là khá hư vườn mít người ta ngay. Đây à, đây là nhọn đấy hả? Nhọn già nhọn đấy hả? Ở đây chưa đâu. Gai của nó là chưa đâu. Chưa. Nên vườn ấy mình mua thì nó cắt rất là dễ. Người ta cắt là ai nó làm cái nào 1 tỷ rưỡi thôi, 90% thôi. Tức là nó quen rồi, quen cây, quen lấy rồi, nó cắt quen rồi. Chẳng hạn nếu trái này mà nó già đi mình để lại 3 ngày sau nó chín. Đúng không? Thì mình vẫn lấy về được. Nhưng mà nếu mà mình xăm lấy 3 ngày sau nó chưa chín thì nó thối mẹ. Hỏng mất người ta. Cái hỏng mất người ta. Thì thôi thà để thà bắt đầu để quánh bầm đầu. Mình hất lên, hất chuẩn nó hất lên là đẹp. Nhưng bây giờ là một số người tay yếu là bắt đầu người ta chỗ nào nó cũng chọt. Mà một vườn này mình chọt khoảng 1 đến 2 trái này. Là căng được. Mà một tuần mình nó mới vô một lần đó thì khó ấy. Mà mình một viên mít mình nó mua như cái khoảng 3 đến 5 ngày nó vô một lần. Vô một lần thì ngon lắm, thì có 1 2 trái chín chứ mấy. Mình thì đủ hết bơ sầu riêng. Làm nhiều cây mệt lắm. Cây gì cũng